kèm cái gì rồi? Kèm cái gì ạ? Các em có biết hôm nay là lễ gì không? Hôm nay là lễ Chúa Chiên Lành, lễ cầu nguyện cho ơn Thiên Triều. Giờ đây anh Phương và chị Nhung và tất cả các em cùng ngồi yên lặng để chúng ta cùng tham dự một chương trình rất đặc biệt trong ngày lễ hôm nay nhé. Trong kính cha giáng xứ, kính thưa cha phó, quý tu sĩ trang nữ và cộng đoàn, cùng toàn thể các em thiếu nhi giáo xứ Lạng Sơn rất thân mến. Hôm nay chúng ta cùng toàn thể giáo hội hân hoan bước vào Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, còn gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Chúng con kính mời cộng đoàn cùng hiệp thông với đoàn thiếu nhi giáo xứ Lạng Sơn cầu nguyện cho ơn Thiên Triều qua phần giới thiệu đặc sủng, linh đạo và tu phục một số dòng tu đang hiện diện tại Việt Nam. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 61 năm nay với chủ đề được kêu gọi gieo vãi hy vọng và xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha nói với những người trẻ: các bạn hãy để Chúa Giêsu lôi cuốn, mang đến cho người những câu hỏi quan trọng bằng cách đọc tin mừng. Hãy để người thách đố các bạn bởi sự hiện diện của người, và hơn ai hết, người tôn trọng tự do của chúng ta. Người không áp đặt nhưng đề nghị. Hãy dành chỗ cho người và bạn sẽ thấy hạnh phúc khi theo người. Và nếu người yêu cầu, hãy dâng hiến toàn bộ cuộc sống cho người. Ơn gọi thánh hiến là mầu nhiệm xuất phát từ Thiên Chúa, là hồng ân cao quý mà Thiên Chúa ban tặng cho những ai người tuyển chọn để sống và hoạt động trong các dòng tu mang các đặc sủng khác nhau. Mỗi dòng tu là một bông hoa, mỗi bông hoa có những nét đẹp riêng, tô điểm cho vườn hoa giáo hội thêm phong phú, trẻ trung và hấp dẫn. Vì vậy, ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi mang tính hiệp hành giữa sự đa dạng của các đặc sủng. Chúng ta được mời gọi lắng nghe và cùng nhau bước đi để nhận ra các đặc sủng này và phân định điều Chúa Thánh Thần đang kêu gọi chúng ta vì lợi ích chung. Sau đây, chúng con xin được ra mắt cộng đoàn những mầm non ơn gọi của giáo xứ Lạng Sơn với những bộ tu phục gắn với đặc sủng của mỗi dòng tu khác nhau. Kính mời cộng đoàn cùng hướng về cuối thánh đường để chào đón tất cả hàng giáo phẩm và quý nam nữ tu sĩ thuộc các hội dòng tại Việt Nam đang tiến lên danh cung. Mời vỗ một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón các thánh cha, các giám mục, linh mục và các tu sĩ nam nữ. Đầu tiên, chúng con xin chào đón vị cha chung của giáo hội hàng ngũ, Đức Thánh Cha Francisco. Con xin chào quý cha, quý sơ, quý cộng đoàn và toàn thể các em thiếu nhi giáo xứ Lạng Sơn. Con là Đức Giáo Hoàng Francisco và mọi người hay thường gọi con với một cái tên gọi thân thương là Đức Thánh Cha. Con là người kế vị Thánh Phêrô đại diện cho Chúa Kitô và cũng là vị chủ tranh của toàn thể giáo hội. Vào tháng 9 tới đây, con có một chuyến tông du đến các nước Đông Nam Á như là Indonesia, Đông Timor, Singapore, và con cũng xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho con nhé. Con cảm ơn cộng đoàn. Chúng con cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến thăm giáo xứ chúng con. Xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho giáo xứ Lạng Sơn chúng con có thêm nhiều ơn gọi trong tương lai ạ. Tiếp theo, xin anh hoan chào đón Đức Tổng Giám mục Giô-se, Tổng Giáo phận Sài Gòn của chúng ta. Con kính chào cộng đoàn, con là Đức Giám mục, mọi người thường gọi con là Đức Cha. Con được giáo hội tin tưởng và giao cho nhiệm vụ là kế nhiệm các thánh tông đồ. Con vâng theo ý Đức Giáo Hoàng và chăm sóc đàn chiên của Thiên Chúa. Ngày hôm nay, con rất vui khi có mặt ở đây và con mong cộng đoàn của chúng ta sẽ có thêm nhiều ơn gọi để phục vụ cho giáo hội. Con xin cảm ơn cộng đoàn.
Xin Đức Cha cũng cầu nguyện cho giáo xứ chúng con luôn hiệp nhất, yêu thương và có nhiều ơn gọi vâng hiến. Và đây là người rất thân thương và gần gũi với chúng ta, đó chính là Linh Mục. Xin chào đón Ngài bằng một tràng pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt. Con kính chào một ngày, con tên là Phêrô Lê Tuấn Kiệt, con là Linh Mục Kiều, hay còn gọi là Linh Mục Giáo Phận. Con vâng lời các đức giám mục và hiện con đang phục vụ tại giáo xứ Lê Sơn Tân Trung đây. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho con nhé, con chào mừng cộng đoàn. Và sau đây là một dòng tu rất quen thuộc với giáo xứ chúng ta. Anh đố các em thứ nhì có đoán là được dòng tu nào không? Đúng rồi, đó là dòng Đa Minh. Đây là một dòng rất đặc biệt các em ạ, vì dành cho cả nam và nữ tu sĩ đó các em. Con kính chào cộng đoàn, con tên là Du Sê Nguyễn Lê Huy, đến từ dòng Đa Minh Nam. Và dòng của con được thành lập vào năm 1215 bởi Thánh Đa Minh với phương châm sống đưa hướng đến nói với Chúa và nói về Chúa. Đối với cuộc đời tu sĩ của chúng con, niềm hạnh phúc nhất là được đem Chúa đến mọi nơi. Vì thế, hoạt động chính của dòng chúng con luôn xoay quanh việc rao giảng lời Chúa, từ đó lan rộng tình yêu của Ngài lên khắp mọi nơi trên thế giới. Con xin cảm ơn cộng đồng. Truyền tin đã luôn đồng hành với giáo xứ chúng con trong nhiều công tác, đặc biệt là trong công việc giảng dạy giáo lý. Anh Vương đố các em nào, các em có biết một TikToker rất nổi tiếng Du Xe Phương Đình Toại không? Bây giờ anh sẽ nói với em nghe nha. Cha Toại hiện đang là bề trên tổng quyền dòng Camilo Việt Nam. Ngày hôm nay có một linh mục dòng Camilo đến thăm giáo xứ chúng ta. Chúng con xin kính mời cha. Con kính chào cha và cộng đoàn, cha chào toàn thể các em thiếu thân mến nha. Cha tên là Phêrô Nguyễn Trường Nghĩa và cha đến từ dòng Camilo. Dòng của cha được thành lập do Thánh Camilo và được thành lập vào năm 1892 đó. Dòng của cha cũng đi đến nơi đến với các con ạ, đặc biệt thường là sẽ đến các trung tâm từ thiện, các mái ấm hay các phòng khám để phục vụ cho những người đau yếu hay những người bị bỏ rơi đấy các con. Các con nhớ cầu nguyện nhiều nhiều cho họ nha. Cho xin cảm ơn. Tiếp theo là dòng Mân Côi do Đức Cha Domenico Maria Hồ Ngọc Cẩn thành lập năm 1946. Thưa quý cha và cộng đoàn, con tên là Teresa Trần Ngọc Lan Chi. Con đến từ dòng Mân Côi. Hoạt động chính của dòng chúng con là gia giáo dục, y tế, từ thiện xã hội, chăm sóc chữa trị người đau yếu hay những trẻ nhỏ thiếu tình thương. Và hôm nay con rất vui khi được đến thăm giáo xứ Lạng Sơn và gặp các em thiếu nhi rất đáng yêu. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người nhé, đặc biệt là các em thiếu nhi. Con cảm ơn cộng đồng. Các em có thấy Sơn dễ thương không? Mình cùng tặng Sơn một tràng pháo tay nào. Bây giờ các em có nghe về dòng Kiếm bao giờ chưa? Đây là dòng chỉ cầu nguyện và lao động trong nội vi đan viện, không có các hoạt động bên ngoài. Hôm nay thầy dòng Sito đã xin đặc cách của bề trên
để đến với giáo xứ chúng ta. Con kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Augustino Vị Sĩ Tuệ, là tu sĩ của dòng Sito. Dòng chúng con được thành lập vào năm 1908. Chắc quý ông bà chưa bao giờ thấy con ngoài đường đâu, vì dòng con là dòng kiếm chỉ hoạt động trong dòng mà thôi. Dòng chúng con chủ yếu là đọc sách thiêng liêng và cầu nguyện cùng với Chúa. Sau đây là dòng do Đức Cha Lambe de la Mot sáng lập năm 1670 trong tu phục màu đen. Các em có đoán được là dòng nào không? À chưa thì nghe sắc trẻ nhé. Kính chào cộng đoàn, xin chào tất cả các em thiếu nhi xứ Lạng Sơn nha. Dì tên là Maria Nguyễn Lê Nhã Hân và dì đến từ dòng Mến Thánh Giá. Dòng của dì phục vụ ưu tiên giới nữ, giới trẻ trong lĩnh vực văn hóa, xã hội nè, y tế, luân lý và đức tin nữa đó. Đồng thời góp phần xây dựng giáo hội địa phương bằng một tinh thần yêu thương và hiệp nhất đó các con. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu thì có thể liên hệ với dì ngay nhé. Dì cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin cảm ơn Sơ Hân. Bây giờ anh Phương sẽ hát cho các em nghe một bài nha. Bài này các em rất là quen thuộc ha. Anh em ta về cùng nhau ta sum họp này, 1, 2, 3, 4, 5. Anh em ta về cùng nhau ta sum họp này, 5, 4, 3, 2, 1. Ủa anh Phương ơi, bài này hình như của Cha Tiến đúng không? Đúng rồi đó em. Vậy em có biết Cha Tiến Lộc cùng dòng nào không? Em cũng không nhớ được. Cha Tiến Lộc á là dòng Chúa Cứu Thế. Vậy bây giờ nè, mình cùng tìm hiểu về dòng của cha nhé. Con kính chào quý cộng đoàn, con tên là Du Xe Đỗ Anh Khoa và con đến từ dòng Chúa Cứu Thế. Thánh Alfonso là người đã thành lập nên dòng của con vào năm 1732 tại Scala, miền Nam nước Ý. Khi đến với dòng của con, các bạn sẽ thường thấy các hoạt động như truyền giáo, dạy tĩnh tâm, truyền thông lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, truyền thông xã hội và các mục vụ khác giáo xứ. Ngoài ra, con còn mở thêm các lớp giáo lý để giúp đỡ những người bị bỏ rơi, bị bệnh nhân phong, HIV để họ được gặp gỡ và kết nối với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa. Con cũng mong quý ông bà, anh chị em cầu nguyện cho con để có thêm nhiều sức khỏe, tiếp tục với công việc truyền giáo của mình thật tốt đẹp. Các em ơi, các em có biết nước Pháp nổi tiếng với gì không? Ồ đúng rồi, các em giỏi quá, tháp Eiffel. Và ngoài tháp Eiffel thì còn có dòng La Salle rất nổi tiếng nữa đó các em ạ. Con kính chào cộng đoàn, xin chào tất cả các em thiếu nhi giáo xứ Lạng Sơn. Dì tên là Maria Chính Nguyệt Cát Tiên, dì thuộc dòng La Salle do Thánh Gioan La Salle thành lập vào năm 1682 tại nước Pháp đó. Dòng có thành lập các lưu xá dành cho học sinh sinh viên nè, mở trung tâm ngoại ngữ và trung tâm dạy nghề. Đặc biệt hơn, dòng còn tổ chức thêm các khóa đào tạo cho các anh chị giáo lý viên, mở các lớp tình thương tại những khu dân cư nghèo và phối hợp với các bác sĩ tổ chức phát thuốc miễn phí nữa đó. Bạn nào quan tâm tới các hoạt động của dòng thì hãy liên hệ với dì nha. Các dì dòng La Salle rất là giỏi phải không các em? Các em nhớ cố gắng học thật là giỏi để được như các dì nhé. Và sau đây là một dòng rất rất quen thuộc với cả thiếu nhi Lạng Sơn chúng ta. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón cha dòng linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hôm nay cha đến từ dòng linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cha tên là Lucy Cao Nguyễn Minh Huy. Cha xin chào các con. Mục đích thì dòng của cha sẽ đi phục vụ giáo xứ, phục vụ nhân trẻ và di dân, truyền giáo. Chủ giáo và tông đồ, cha còn cộng tác thêm với các mạng xã hội, các mạng xã hội, các sinh mạng quốc tế. Có một điều đặc biệt hôm nay là các thầy trong dòng của cha được đem mơ leo xuống Lạng Sơn để hỗ trợ các anh chị giáo lý viên để giảng dạy cho các em nhỏ. Các em, các con nhớ đi học giáo lý đầy đủ nha. Cha xin chào tất cả các con. Chúng con cảm ơn cha và quý thầy đã dành sự hỗ trợ rất nhiệt tình cho giáo xứ chúng con ạ. Và bây giờ mời cộng đoàn đến với thành dòng Thánh Phaolô Thành Trạch đã thành lập ở Việt Nam được 164 năm, trụ sở chính của dòng
hiện được xếp vào loại di tích được bảo tồn, hiện nằm ở số 4 đường Tôn Đức Thắng, quận Nhất. Chào quý chào cộng đoàn, con là Teresa Gulumchi và con đến từ nhà Phaolô. Nhà của con được thành lập vào năm 1696, giúp con người tìm ra một sống dồi dào là điều nhà của con chú trọng nhất. Nhà của con còn đặc biệt quan tâm đến những người nghèo khổ, thiếu thốn về vật chất cũng như điều kiện sức khỏe nữa. Nhà của con còn phục vụ tại các bệnh viện cũng như là dạy học cho các em thiếu nhi ở các khu vực địa phương và các tỉnh nữa. Các em ở đó cũng rất thương những các em ở giáo sản sau này. Khi nào mọi người rảnh nhớ ghé qua nhà của con chơi nha. Cảm ơn cậu bé lắng nghe. Giờ đây chúng con xin mời cha giàu anh em hẹn mòn. Các em thiếu nhi nè, các em có nhìn thấy được sự khó nghèo toát lên từ tu phục của cha không? Xin chào đón cha bằng một tràng pháo tay thật lớn. Chào mọi người, cha tên là Yuse Trần Đỗ Cao Nhân và gia đến từ dòng anh em hè mòn Tafajiko. Các con biết không, Tafajiko là một vị thánh sống với tinh thần nghèo khó và luôn trông cậy vào Chúa. Vì thế, vào năm 1209, vị thánh này đã sáng lập ra trong vợ cha hiện tại các con. Vì lẽ sống đúng với tinh thần của đấng sáng lập, các cha trong dòng hay tham gia cuộc vụ giáo hội và xã hội qua các việc như là tông đồ xã hội, giáo dục, chăm lo cho các bệnh nhân bị phong cùi và ưu tiên chọn lựa những người nghèo khó để giúp đỡ, chia sẻ cho họ. Các con cùng cùng một với dòng của cha nhé. Chúng con cảm ơn cha nhân ạ. Các bạn nam nào mà muốn sống tinh thần khó nghèo, phục vụ những người nghèo khó thì mau liên hệ với cha nhân nha. Và cuối cùng là một dòng kín dành cho các em nữ. Xin mời dì dòng Cát Minh. Kính chào cha và cộng đoàn. Dì chào tất cả các em thiếu nhi. Dì là Teresa Lê Vũ Gia Linh, là tu sĩ của dòng Cát Minh. Dòng của dì đặc biệt hơn các dòng khác, đó là không có người sáng lập duy nhất mà được hình thành từ nhiều cộng đoàn khác nhau, chịu ảnh hưởng bởi lòng sùng kính đức mẹ núi Cát Minh. Các dì luôn phục vụ giáo hội bằng đời sống đức tin, cầu nguyện và khổ chế của mình. Các con nhớ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của giáo hội chúng ta nhé. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các con. Chúng con cảm ơn dì. Hiệp với toàn thể cộng đoàn, chúng con tha thiết dâng lên tin Chúa lời cầu xin cho có thêm nhiều bạn trẻ đáp lại tin Chúa, sẵn sàng từ bỏ tất cả để nên chứng tá cho niềm vui và niềm hy vọng mà thế giới hôm nay đang thao thức mong chờ. Xin Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa nhiệt thành để giáo hội có thêm nhiều tín hữu luôn quảng đại phục vụ cho tin mừng tình yêu trên những cánh đồng truyền giáo. Chân Chúa luôn cùng Ngài đi về nơi miền xa mù khơi và nắp dưới bóng cánh người mãi thôi. Không có chi tất tôi xa người đâu, cuộc sống tôi là đấng Kitô. Cùng theo chân Chúa đi, từng nhịp tim người chào thiên yêu với tôi. Và đến nơi đâu người đi qua, dù phong ba, dù xa xôi, cùng theo người đi nơi khắp chốn. Lòng tôi yêu Thầy Giê-xu. Và đến nơi đâu người đi qua, dù phong ba, dù xa xôi, nguyện theo chân Chúa luôn, cùng Ngài đi về nơi miền xa mù khơi. Và nằm dưới bóng cánh người mãi thôi. Không có chi tất tôi xa người đâu, cuộc sống tôi là đấng Kitô. Cùng theo chân Chúa đi, từng nhịp tim người trao tình yêu về tôi. Dù núi cao trong vót ngàn hiên quy, dù bão tôi sóng cuốn.
luôn nhận chính tôi cũng không lìa xa. Sống mãi trong tình yêu, lòng tôi yêu thầy Giê-xu và đến nơi đâu người đi qua, dù phong ba dù xa xôi cùng theo người đi nơi khắp chốn. Lòng tôi yêu thầy Giê-xu và đến nơi đâu người đi qua, dù phong ba dù xa xôi. Lòng tôi yêu thầy Giê-xu và đến nơi đâu người đi qua, dù phong ba dù xa xôi cùng theo người đi nơi khắp chốn. Lòng tôi yêu thầy Giê-xu và đến nơi đâu người đi qua, dù phong ba dù xa xôi. Lòng tôi yêu thầy Giê-xu và đến nơi đâu người đi qua, dù phong ba dù xa xôi cùng theo người đi nơi khắp chốn. Lòng tôi yêu thầy Giê-xu và đến nơi đâu người đi qua, dù phong ba dù xa xôi. Lòng tôi yêu